Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày khai xuân đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ở khu vực Nam Bộ thì trời nóng hơn và vùng nóng thì còn mở rộng xuống một số nơi ở miền Tây. Còn đối với miền Bắc thì trời lại giảm nhiệt và se lạnh do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu. Ngay từ buổi sáng thì ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời đã nhiều mây hơn hẳn, một số nơi còn có mưa nhỏ bất chợt. Do mây dày cho nên khả năng là chiều nay không còn nắng ấm như là mấy ngày Tết vừa qua nữa. Trời cũng se lạnh hơn. Tại thủ đô Hà Nội vào chiều nay thì mức nhiệt cao nhất cũng sẽ không vượt quá 24 độ C. Và có thể là đến khoảng 4-5 giờ chiều thì những cơn mưa nhỏ bắt đầu xuất hiện và bất chợt kéo dài cho tới đêm. Không riêng gì thủ đô Hà Nội mà vào chiều nay thì hầu khắp khu vực miền Bắc cũng sẽ giảm nhiệt và se lạnh. Trời đôi lúc sẽ có mưa. Đối với các thành phố như là Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Việt Trì, Hòa Bình hay là Lào Cai thì nhiệt độ trong khoảng là 21 đến 26 độ C. Riêng phía Tây có Sơn La và Điện Biên Phủ thì trời có nắng, nhiệt độ là 29 đến 31 độ C. Lùi xuống khu vực miền Trung, vào chiều ngày hôm nay thì Thanh Hóa và Vinh cũng sẽ có những lúc có mưa nhỏ, còn từ Đồng Hới trở vào cho tới Quảng Ngãi thì mưa có thể là sẽ xuất hiện vào buổi đêm. Còn chiều nay thì trời vẫn sẽ có những khoảng nắng. Nhiệt độ ở khu vực này trong khoảng là 25 cho đến 28 độ C. Từ Quy Nhơn trở vào đến Phan Thiết hay là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột thì chiều nay trời nắng nhiều. Nhiệt độ ở khu vực này là từ 28 cho đến 32 độ C. Nam Bộ tiếp tục là nơi nóng nhất trên cả nước. Thậm chí là vào ngày hôm nay thì vùng nóng tương ứng với màu cam này còn lan rộng cả xuống khu vực miền Tây. Nhiệt độ cao nhất vào chiều ngày hôm nay tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú hay là Tây Ninh ở mức 35 đến 36 độ C. Riêng một số nơi ở ven biển như là Vị Thanh, Cà Mau hay là Phú Quốc thì mức nhiệt thấp hơn 32 đến 33 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, tại huyện đảo Trường Sa ít mưa thế nhưng gió vẫn còn mạnh khoảng cấp 5. Riêng phía Tây lưu ý là từ đêm nay gió có thể mạnh lên là cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động. Đối với huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết lại khá tốt. Ngày hôm nay trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió cấp 4. Cuối cùng sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.